Giới quan sát quốc tế đang chú ý tới cách đối xử với hàng trăm tay súng Ukraine đầu hàng Nga tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Họ có những quyền gì khi là tù nhân của Nga? Cụ thể, Điều 4 của Công ước Geneva thứ 3, tù nhân chiến tranh, gọi tắt là POW, được xác định là bất kỳ thành viên nào của lực lượng vũ trang hoặc dân quân, bao gồm cả các phong trào kháng chiến có tổ chức. Trong một cuộc xung đột, những người đã rơi vào tay kẻ thù. Công ước Geneva đặt ra các yêu cầu để đảm bảo rằng tù nhân, tù binh được đối xử nhân đạo, bao gồm các vấn đề như nơi họ bị giam giữ, sự cứu trợ mà họ nên nhận được, trợ giúp y tế cho những người bị thương và các thủ tục pháp lý mà họ có thể phải đối mặt. Ông Marco Sassoli, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Geneva, Thụy Sĩ cho biết, quyền lực giam giữ có thể tước đi quyền tự do của các tù nhân chiến tranh cho đến khi xung đột vũ trang quốc tế kết thúc và có thể giữ họ không giống như dân thường trên lãnh thổ của bên bắt giữ, vì vậy họ có thể được đưa đến Nga. Tờ Moscow Times ngày 19 tháng 5 dẫn số liệu của Bộ Tài chính Nga cho biết, nước này đã chi hơn 300 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho quốc phòng vào tháng 4, tăng hơn gấp đôi so với mức chi tiêu quốc phòng trước chiến tranh. Tính tổng từ tháng 1 đến cuối tháng 4 năm 2022, 1.681.000 tỷ rúp, tương đương 24,6 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách Nga đã được phân bổ cho chi tiêu quân sự. Con số này cao gấp 3 lần số tiền chi cho giáo dục, hơn gấp đôi ngân sách chi cho y tế và gấp 10 lần số tiền chi cho quản lý và bảo tồn môi trường.